xin chào bà con, cảm ơn bà con đang ghé kênh Linh Hoa Group ngày hôm nay. thì qua nhiều cái comment ý kiến cũng như là đóng góp cho Linh Hòa thì hôm nay thì mình làm theo ý kiến của bà con, thì nhiều cái thắc mắc cũng như là chia sẻ cho bà con là cách kinh nghiệm trồng cây hành cũng như là chỉ phân bón thuốc bảo vệ thực vật từ ngày gieo trồng đến khi thu hoạch của cây hành của Linh Hòa giới thiệu đến bà con, chia sẻ đến bà con thì hôm nay thì Linh Hòa cũng xin review cũng là chia sẻ từ A đến Z từ khu khâu là làm đất đến cho bà con. Thì uh, riêng cái địa bàn của xã An Phú nói chung và các tỉnh nói riêng thì Linh Hòa cũng chia sẻ kinh nghiệm là đây là thầy Cưu Gia Lai sản Phú. Thì uh, Linh Hòa làm clip này thì cũng chia sẻ đây là cách thức làm rò thì rò của linh hòa tại đây thì trồng cây hành giống mỹ thọ thì cho cái rò là một mét mốt bờ ngang của cái rò một mét mốt còn chiều dài thì bà con tùy theo vùng đất còn cái rò thì mét mốt bà con lên luống là một mét mốt một rò trên mặt rò bà con sử dụng những cây cào rò là hàng như vậy là bà con sử dụng cho linh hò là 8 hàng đồng hành 1 2 3 4 5 6 7 8 hàng trồng 8 cây hàng cây cách cây đó một cách mút từ 8 đến 10 phân đó là kinh nghiệm trồng cây hành giống xuống cây hành giống của hôm nay là Linh Hòa chia sẻ là mới trồng được 7 ngày đến một tuần một tuần đây là một tuần đó thì bà con trồng giống mỹ thọ giống mỹ thọ thì bà con cũng nên đợi cho nó khô giống từ ngày cắt cũ lên đến khi trồng xuống là tầm 2 tháng trở lên mới trồng được thì trồng này củ khô là bà con trồng một tuần thì cây hành của mình đã phát triển rất là tốt cũng như là mầm khỏe khi bà con trồng xong thì bà con nếu có điều kiện thì bà con nên giải cho bà linh Hòa là giải phân hoa chuồng lên cho nó tạo độ ẩm giúp cho cây rửa phát triển tốt cũng như là xử lý phân thuốc là cũng giống những cái giống khác thì bà con có điều kiện thì uh, giải cho linh Hòa là coi như uh, lăng ven biển cũng như là thuốc đồng kẽm magie thì mọi thứ mỗi ít nói chung là tầm cứ 100 kg mọi thứ là như lăng là trăm kg lăng bên biển cũng như là mỗi thứ kia là 5 30 chục kg gì tùy đất xấu tốt bạc màu đất nguồn gốc đất tốt hơn thì uh, tốt hơn nữa thì bà con nên uh, sử dụng cho uh, trên một sào đất thì bà con nên lót thêm 50 kg nờ bờ ga 20 20 15 rồi trồng xuống cây trên đất xử lý trên đất rồi trồng xuống là tốt hiệu quả nhất khi trồng được uh, tầm hai đến 3 ngày thì bà con tưới nước đủ độ ẩm bà con sử dụng là thuốc diệt cỏ hậu nẻ mầm tức là thuốc diệt mầm ở chỗ linh hòa thì có thuốc valet để đặc biệt cho cỏ khi trồng hành thì bà con cũng sử dụng ở đó sử dụng phun thuốc diệt mầm cho cây cỏ nó khỏi lên nữa thì rất là đẹp đảm bảo là mình không phải nhổ cỏ động lên rễ cây hành sau thời gian uh, xong thì cây hành phát triển được 10 ngày thì bà con nên bơm là kích thích ra rễ siêu lăng cũng như là đặc trị bò trĩ chích hút của cây hành thì bà con cũng nên lưu ý là nhớ là phải có thuốc bò trĩ và thuốc sâu đất đỡ hại cái cây hành mình Đó. khi thời gian là tầm 10 ngày trở lên rồi thì bà con đã xử lý được xong cái quá trình là bò trĩ và thuốc sâu thì bà con tiếp tục thì từ 10 ngày đến 20 ngày tiếp theo thì bà con định kỳ phun cho linh hoa là thuốc đặc trị coi như tháng thư thì tháng thư và sương mai cho cây hành thì chống độ ngã thì bà con cũng lưu ý nên bơm ăn vin là ridomin để bảo vệ cho cây hành nếu như bà con ở các tỉnh khác có những, những thuốc khác như của mango Jet, thành phần manuit metaxi thì bà con bảo vệ cũng được hoặc là antacon bà con bảo vệ những cây cho cây hành cũng rất là tốt tùy vào vùng đất thì uh, nếu ở xã an phú mình thì uh, bà con ưa chuộng những, những cái loại thuốc như vậy đó sau tiếp tục từ 20 ngày đến cho tới ngày là gần thu hoạch thì bà con cũng là giải phân nbk kèm với đó là bà con cũng sử dụng một lần thuốc bò trĩ tiếp tục thuốc bò trĩ thì bà con cứ ra thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc đặc trị bò trĩ trồng thuốc sâu là được được rồi là bà con bơm là trong đó thì bà con nên giải nơ bờ ga là bảo vệ tiếp tục là tới ngày 30 rồi 30 ngày thì bà con cũng sử dụng một lần thuốc sâu và trị cộng với đó là bà con nên sử dụng thuốc ngừa cháy đầu lá ngừa cháy đầu lá của Linh hòa của ngày hôm nay ở đây thì ở Linh hòa thì có rất là nhiều loại thuốc đa phần là những thuốc là cung cấp của vừa thuốc phân bón bảo vệ thực vật thì bà con cứ bán thuốc hỏi mua thuốc là ngừa cháy đầu lá thì có phân bón chỗ bảo vệ thực vật thì sẽ bán thuốc cho bà con nhưng mà cái thuốc ngừa cháy đầu lá mà hiệu quả ở khu linh hòa thì có thuốc có cái thuốc ngừa cháy đầu lá của địa phương linh hòa thì có chai vô lê một chai vô lê thì bông được hai bình và một gối nativo của công ty ba d là ngừa đặc về cháy đầu lá cháy bìa lá lúa là là nó thì bà con cũng lưu ý và bơm ngừa cháy đầu lá cho cây hành thì một lần nữa thì linh hòa cũng chia sẻ sơ lược cũng như là còn thiếu sót những gì thì bà con cứ comment cho linh hòa rồi cho linh hòa hướng dẫn trực tiếp đến với bà con hơn vì thông qua clip này thì linh hòa cũng chia sẻ tới đây thì còn cái gì thiếu sót thì bà con cũng comment cho linh hòa cũng như là nhớ xem kênh đăng ký kênh chia sẻ kênh những trang cá nhân khác cho linh hòa một đăng ký một chia sẻ cho linh hòa cảm ơn bà con rất nhiều